chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 990 8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Đinh Quang Thái, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lý Sài Gòn TV. Xin chào bác Thái. Xin chào quý khán giả và cô Ngọc Lan. Hôm nay thời tiết miền Nam California đối với cô Ngọc Lan tương đối là mát thôi. Còn đối với tôi thì lạnh lắm. Tại vì bằng chứng là tôi phải lụ khu và quấn khăn tuổi già quá rồi. Trong khi tuổi trẻ thì đi ra không thấy lạnh lẽo gì cả. Không? Đôi khi quấn khăn không phải là để cho ấm mà là để cho đẹp nó uh, not me tôi, tôi, tôi <laughs> có cái, một, đó cái, một, đời. cái một cái này <laughs> khi nào mình mặc cái gì mà nó nó mình thấy nó không đẹp cái khăn nó hay cái mình nhiều khi mình quấn lên cái là thấy nó khác liền rồi ừ. nó, nó ra một cái màu sắc thời trang khác cho nên là có cái trang phục nó hay vậy ừ. uh, yeah. một, một chút chuyện uh, ngày đầu uh, thứ sáu thưa yeah. quý vị hôm bữa chúng tôi đi chợ thì gặp một ông uh, một khán giả ông hỏi một câu thế này ông nói, ông ơi tôi thấy cái ông có mỗi cái khăn này sao không đeo hoài chú thật là tôi có bạn anh quan kết nghĩa đấy ông mất à. thì uh, gia đình bảo là bỏ mấy cái đồ đi tôi nói, tôi có mất cái khăn này đi ổn tôi xin tôi tôi quấn thôi mang hơi hướng của một người mất ở trên cổ mình hôm nay tin tức có gì lạ cô Ngọc Lan à, trước khi mà nói vào phần tin tức á, thì Ngọc Lan xin được à, một lần nữa mời à, quý vị vào chủ nhật này ghé đến Phước Lộc Thọ bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng để tham dự cái chương trình đặc biệt của Lido Sài Gòn TV đó là cái vòng mà chung kết cuộc thi gói bánh trưng bánh tét rồi có trình diễn thời trang áo dài cũng như là chương trình văn nghệ sẽ kéo dài từ 10 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Phần đầu tiên á vào cái lúc mà 10 giờ sáng thì quý vị sẽ đến để dự cái gọi là gì bầu cua cá cọp bầu cua cá cờ có nhiều cái phần quà tặng của các cái cơ sở thương mại ở gần đây mình đến chơi không có bỏ tiền gì hết nhưng mà mình lại được cái may mắn là nếu mình đoán trúng thì được nhận quà đem về rồi quý vị sẽ đến để xem tiếp cái cái cuộc thi mà gói bánh trưng bánh tét mà hôm trước hôm bữa giờ đó thì bên đài đã đang lần lượt chiếu cái cái đoạn phim mà những cái phim mà thi trò chơi dân gian bảy trò chơi được trình chiếu từ hỏng rài và nó thu hút cái sự theo dõi của mọi người bởi vì những cái cuộc thi này nó khá là vui nhộn ở à, những cái trò chơi mà nghĩ là chỉ có ở Việt Nam hay là đôi khi ở dưới quê thôi nhưng mà bây giờ được tái hiện ở ngay vùng lý đô Sài Gòn này trong một cái khung cảnh cũng mang đậm cái màu sắc nông thôn à, thì quý vị có thể xem lại những cái trò chơi dân gian này ở trên đài 56.10 nè rồi xem ở Facebook nè, YouTube nè, cũng như là website của Lý Đô Sài Gòn TV. rồi bên cạnh đó thì chủ nhật này quý vị nhớ là dành thời gian để mình vừa đến để đi chợ Tết Phước Lộc Thọ vừa là để tham dự cái chương trình đặc biệt của Lý Đô Sài Gòn TV. Mà trong tất cả các đài ở đây chỉ riêng duy nhất Lý Đô Sài Gòn TV tổ chức những cái sự kiện này mà nó kéo dài cả mười mấy năm nay rồi. Đó, mời bác thấy. Thì quý vị, người ta nói ở bên Mỹ đó có hai thứ mà không ai có thể tránh được, cái chết và sở thuế chọc cái gì thì chọc, cái, chọc cái sở thuế thì chết. Sáng nay thì sở thuế loan báo cho tất cả công dân Mỹ biết là bắt đầu vào ngày 23 tây tháng riêng này là nhận vấn đề khai thuế cho cho năm vừa rồi đó. 22. Năm 2022. Năm 2022. Và sau đó thì sở thuế nói rằng cái hạn chót để chúng ta nộp thuế trong năm nay là ngày 18 tây tháng 4. À, sau khi chúng ta nộp thuế rồi đó với những người mà khai thuế bằng electronic file tức là khai bằng điện tử mà direct deposit đấy thì họ sẽ nhận được cái tiền nếu mà được trả lại là trong vòng 21 ngày còn những người mà khai bằng giấy đó thì sẽ chờ đợi lâu hơn à, sở thuế khuyến khích tất cả mọi người nên xài electronic file tại sao bởi vì nó tiết kiệm nhiều thứ thứ nhất là tiết kiệm cái thì giờ mà nhân viên họ phải dọc giấy ra họ xem rồi và họ phải đi um, gọi là xé những cái giấy đó ra bởi họ sợ có những số an sinh xã hội của người khai và đó chưa kể là rừng của nhân loại mà cứ bị gọi là mất đi từng mảng một đó là bởi vì chúng ta xài gỗ nhiều quá ừ. cho giấy bây giờ tất cả mọi cơ sở tư nhân hoặc là chính phủ đều có một câu hỏi rằng quý vị có muốn dùng electronic file không? Thì chúng tôi sẽ gửi bằng electronic file chứ không có còn gửi bằng giấy nữa. Mà cái điều đó là điều tốt để chúng ta bảo vệ môi trường thế giới. Và chưa kể nhận được tiền trả của thuế lẹ hơn nữa. Xin nhắc lại, 23 tháng tháng này là chúng ta bắt đầu sẽ khai thuế. Và ngoài ra cái hạn chót để mà nộp, nếu mà người này nộp chậm đó thì chiều ngày 10... 10 17 tây tháng 4 đó phải ra ngoài bưu điện đó, đứng xếp hàng để họ cho đóng cái dấu. Còn nếu không thì phải nhờ cái người khai thuế cho mình làm một cái form để hoãn cái thời hạn đóng thuế lại. Một tháng, hai tháng, ba tháng gì đó để chúng ta không bị sở thuế phạt. Xin nhắc lại, ở nước Mỹ có hai thứ không ai tránh được, cái chết và sở thuế. Ờ, Ngọc Lan thấy là càng ngày là mọi chuyện đó đều chuyển qua online hết. Ờ, trả bill bọng gì đó hầu như bây giờ cái chuyện mà ký check ấy, nó cũng đã bớt đi rồi. À, cứ vào trong uh, online rồi set up đến uh, những cái nào mà uh, routine ví dụ như là điện, nước, gas rồi uh, những cái bill tiền nhà vân vân, tất cả cái đó đều là automatic cứ đến ngày đến tháng đó là uh, trả đi, khỏi phải sợ bị phạt này nọ. À, thưa quý vị, một cái uh, thông báo tiếp nữa cũng uh, liên quan đến Tết mà nhiều người hỏi trong những ngày qua, đó là diễn hành Tết trên đường Bonsa. À, mỗi năm thì à, quý vị đã biết rồi Cứ đến à, cái tuần lễ mà Tết Còn nếu mà nó rơi vào thứ Bảy Chủ Nhật Thì người ta sẽ làm thứ Bảy Chủ Nhật Năm nay thì diễn hành Tết trên đường Bonsa Được tổ chức vào ngày mùng 1 Tết Tức là ngày Chủ Nhật 22 Tây Tháng 1 à, Bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng <laughs> Đó là theo cái thông báo Của bên à, thành phố Westminster à, Diễn hành nó sẽ bắt à, bắt đầu từ à, Từ 9 giờ rưỡi 30 thì họ bắt đầu à, nổi nhạc đồ lên Nhưng mà diễn hành đó thì bắt đầu từ lúc 10 giờ và kéo dài cho đến ở đây không có cái thời gian kết thúc à, cũng như thường lệ mà ai đã xem rồi thì quý vị sẽ thấy là diễn hành tết này bắt đầu bắt đầu từ ở chỗ cái cái quãng đường Magnolia và kéo dài cho đến đường Buschard à, hiện bây giờ thì chưa có biết rằng là có bao nhiêu hội đoàn tham gia chỉ biết rằng là đây là lần đầu tiên diễn hành tết do thành phố Westminster tổ chức phải là công đồng từ và dạ, từ hơn khoảng 20 năm qua, mười mấy lần qua đó Thì lại đều do cộng đồng, cộng đồng người Việt Nhưng mà khi á, thì là cộng đồng, tổ chức cộng đồng này Khi thì tổ chức cộng đồng khác à, Khi mà nói cái chữ mà cộng đồng á, Thì nhiều người người ta nhầm tưởng rằng đó là Hết tất cả người Việt Nam ở đây là một cộng đồng Nhưng không phải, đó là giống như một cái tổ chức Thay vì uh, tổ chức đồng hương này, tổ chức kia Thì đó là cái tổ chức mà mang tên là cộng đồng Thì họ đứng ra họ tổ chức Nhưng mà năm nay là lần đầu tiên thành phố Westminster tổ chức À, nghe cho cũng có nhiều những cái um, à, tờ báo uh, bên dòng chính á họ phỏng vấn thành phố Westminster để hỏi về cái kinh phí uh, tổ chức uh, cho cái sự kiện này thì uh, được biết rằng cũng có nhiều tranh cãi lắm, nhiều ừ. người người ta cũng uh, đã có ý kiến rồi người ta uh, nhiều cái sắc dân khác á, người Việt Nam thì không nghe là uh, họ bài xích cái chuyện này nhưng mà nhiều sắc dân khác thì họ nói là À, có không tổ chức được hay không Bởi vì cái chuyện mà trong à, hồi 5 năm qua đó thì thành phố Westminster phải tăng cái thuế à, cái thuế à, cái thuế mà giống như mua bán vậy đó lên 1% thì cái 1% đó mới được dùng để chi trả cho những cái hoạt động mà giống như là công ích của thành phố nhưng mà cái đó nó đã hết hạn vào tháng 12 vừa rồi của năm 2022 hai. À, thay vì cái chuyện đó nếu mà nó được tiếp tục thì phải cái chuyện đó đưa ra bầu cử trong cái kỳ trước đó Nhưng mà do chậm trễ cho nên cái việc đó được trong cái kỳ bầu cử vừa rồi người ta thông qua Nhưng cái việc đó nó phải bắt đầu từ tháng 3 của năm 2023 Cho nên ở trong cái quãng từ đầu năm này cho đến tháng 3 đó Thành phố không có cái tiền đó Không có cái tiền đó thì cái chuyện mà cái ngân sách để mà chi cho những cái chuyện này Nó cũng bị hơi hạn chế một chút xíu À, thì chưa biết rằng là với cái ngân sách 150.000 đô la mà thành phố dự trù để tổ chức thì nó có đáp ứng đủ cho tất cả hay là không. À, xin mời quý vị cùng trở lại với Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại.